Bình Dương chấn chỉnh nếp không vượt rào, giật đồ ăn tại bệnh viện giả chiến. Sáng ngày 4 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cung cấp suất ăn tại bệnh viện giả chiến số 1, cơ sở Thái Hòa, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, không để xảy ra tình trạng ép không giành giật, chen lớn. Trước đó, tối ngày 3 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe thức ăn vào bên trong khu điều trị thì hàng trăm f0 ùa ra chặn đường, xô đổ hàng trào để lấy thức ăn. Nhiều người lấy năm, 10 phần, trong khi người khác không có phần nào. Trong lúc nhiều người chạy đến lấy thức ăn dẫn đến xô đổ, con người bị té ngã, ngất xỉu, thức ăn thì đổ đầy dưới nền. Clip có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát cơ động, nhưng do f0 quá đông nên không thể ổn định tình hình. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 9, thời điểm này có hàng trăm f0 được chuyển từ thị xã Tân Nguyên đến bệnh viện giả chiến số 1, cơ sở Thái Hòa. Do nhân viên bệnh viện chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân, trong lúc đói, họ đã có những hành động không kiểm soát, xô đổ hàng rào và vượt qua giật đồ ăn sáng ở khu C. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin để yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, đến tối ngày 3 tháng 9, tình hình tại bệnh viện giải chiến số 1 cơ sở Thái Hòa đã ổn định. Lực lượng công an đã được tăng cường bảo vệ trật tự và đảm bảo đầy đủ suất ăn cho F0. Bệnh viện giải chiến số 1 cơ sở Thái Hòa có quy mô 12.000 giường nhằm thu dung điều trị F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày 3 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 126.408 ca nhiễm COVID-19. Trong số này có 72.256 trường hợp khỏi bệnh xuất viện. Một số địa phương có số ca mắc COVID-19 cao được phân vùng thành vùng đỏ đậm đặc và giãn cách theo biện pháp khóa chặt đông cứng như thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Hiện, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên đang quá tải nên các f không được trung chuyển đến các địa phương khác nhằm chia lửa trong công tác thu dung điều trị.